Có một câu hỏi đặt ra là vì sao hơn 90% ca nhiễm ở Việt Nam là người trẻ? Đến nay, Việt Nam đã ghi nhận 113 ca nhiễm COVID-19, 17 ca đã được chữa khỏi. Dành nhiều thời gian nghiên cứu, tập hợp và cùng các chuyên gia đưa ra nhận định về các ca nhiễm COVID-19 tại Việt Nam nói chung, của Hà Nội nói riêng, Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung nhận định diễn biến dịch ở Việt Nam đang có xu hướng ngược với một số tâm dịch như Vũ Hán, Trung Quốc và Italy. Cụ thể, trong số các ca nhiễm của cả nước, ông Chung cho biết chỉ có 8 trường hợp trên 60 tuổi, còn lại hơn 80 trường hợp dưới 60 tuổi, trong đó có 2 người dưới 10 tuổi. Tại Italy, 92% người nhiễm COVID-19 và tử vong đều trên 60 tuổi. Tại Trung Quốc, 80% người nhiễm và chết cũng trên 60 tuổi. Trong khi đó, ở Việt Nam, dù chưa có ca tử vong, đến hơn 90% ca nhiễm là người ở độ tuổi trẻ, với mức trung bình 34 tuổi, ông Chung phân tích và cho rằng dữ liệu này cho thấy diễn biến dịch bệnh tại Việt Nam đang ngược so với Trung Quốc và Italy. Nói thêm về thực tế này, người đứng đầu chính quyền Hà Nội dự đoán do những người ở độ tuổi trẻ có nguy cơ lây nhiễm cao hơn, do nhóm này thường đi xuyên đi lại nhiều hơn, ít phòng ngừa hơn, Chủ tịch Hà Nội khuyến cáo người dân nên ở trong nhà, hạn chế ra đường và sử dụng phương tiện công cộng, nếu ra ngoài phải đeo khẩu trang. Với tổng số ca nhiễm trên địa bàn Hà Nội, ông Chung cho biết có đến 20 trường hợp xuất phát từ nước có dịch về đã kịp thời cách ly và ngăn chặn từ sân bay, còn lại là một số ca lây nhiễm chéo trong cộng đồng. Người đứng đầu chính quyền Hà Nội phân tích rằng thêm những ngày qua, thành phố mới tiếp nhận khoảng 2.500 người từ vùng dịch về và có khoảng 20 ca nhiễm xuất phát từ đây. Dự kiến tới đây, số người về từ vùng dịch tăng lên khoảng 10 lần, nên nếu giữ tỷ lệ như vừa qua, số ca nhiễm cũng có thể tăng lên 10 lần. Điều này đã được thành phố tính toán. Song việc đáng lo ngại hơn, ông Chung cho rằng giai đoạn trước dịch ở nước ngoài mới chớm nên các ca nhiễm khi vào Việt Nam cũng có thể nhẹ. Nhưng giai đoạn tới, dịch các nước bên ngoài bùng phát, các ca nhiễm về có thể sẽ ở tình trạng nặng hơn. Đó là điều đáng lo ngại. Vì thế, ông Chung cho rằng trong phòng chống dịch cần có những quyết sách mạnh mẽ, bởi nếu lần chừng là trở tay không kịp. Nhận định cách ly là giải pháp quan trọng trong phòng chống dịch COVID-19, Chủ tịch Hà Nội cho biết hiện có hai hình thức cách ly. Thứ nhất là cách ly để chữa bệnh, điều trị cho trường hợp dương tính với COVID-19. Hai là cách ly tập trung để phòng ngừa, bao gồm cách ly tại nhà, cách ly tại trụ sở, cách ly tại khu tập trung. Trong quá trình cách ly, người cách ly được cung cấp dịch vụ ăn uống miễn phí với mức 1.400.000 đồng một người trong vòng 14 ngày. Về khách nước ngoài, nhân viên ngoại giao có nhu cầu cách ly tại khách sạn, thành phố cũng cố gắng bố trí một số khách sạn trên địa bàn có đủ điều kiện giám sát y tế, hệ thống bảo vệ với khoảng 2.000 chỗ. Đại diện Sở Du lịch cũng cho hay đã có khoảng 15 khách sạn đăng ký làm khu cách ly phục vụ công tác phòng chống dịch. Theo người đứng đầu chính quyền thành phố, hiện thành phố vẫn đang triển khai tích cực các nhiệm vụ để đảm bảo không lây nhiễm chéo trong cộng đồng, đảm bảo tuyệt đối an toàn đối với những người trong khu cách ly tập trung. Dù đến nay chưa thể tổng kết mức độ thiệt hại do dịch COVID-19 gây ra, Chủ tịch Hà Nội nhận định đại dịch này sẽ gây ra một chuỗi khủng hoảng, trước hết là khủng hoảng về y tế rồi đến con người và kinh tế. Vì thế, phải sớm kích hoạt phương án chống khủng hoảng để tránh tổn thương đầu tiên cho ngành y tế, vì nếu y tế dứt khúc sẽ không thể phục vụ được người dân.